đẹp không anh em? Góc nhìn từ trên cao, từ trên trời nhìn xuống luôn là một cái gì đó rất là đặc biệt mà những người bình thường ở bên dưới này mình không bao giờ có thể nhìn thấy được, trừ khi anh em có 8.900.000 đồng để mua một con Flycam Mini 2 SE. À, bạn đã kèm remote cộng với lại một viên pin bay được 31 phút. Nhưng mà trước tiên thì thừa nhận với anh em cái tiêu đề này là một cái clickbait thôi, bởi vì mình biết bên ngoài kia có rất là nhiều Flycam giá rẻ hơn con Mini 2 SE này. Nhưng DJI luôn là thương hiệu Flycam hàng đầu, mà DJI Mini 2 SE này thì thuộc cái line up sản phẩm Flycam giá rẻ nhất của DJI nha. Flycam giá rẻ nhất của DJI thì nó có những cái gì, làm được những cái gì? Hello anh em biết tại sao mình thích dùng đồ của DJI không? Tại vì này này, mình mang cái mic nhưng mà mình quên cái sợi dây để cắm máy ảnh. Đây này, vẫn còn nguyên cái mic ở trong này. Nhưng mà nó có cái chức năng là thu âm. Đồ mà đắt tiền á, nó sẽ nghiên cứu những cái trường hợp rủi ro mà mình không nghĩ ra, mình chưa nghĩ ra. Và cái sự đắt tiền nó sẽ trả giá cho mình cái sự an toàn. Âm thanh to rõ, đúng không? Thì hôm nay mình ghé bên VG lấy con DJI Mini 2 SE, một cái phiên bản giá rẻ nhất trong cái dòng Flycam của DJI ở thời điểm hiện tại. SE là dòng giá rẻ nhất dành cho anh em nào mà khởi đầu mới tập bay Flycam mà với những cái nhu cầu cơ bản hình ảnh trên không á, thì khui hộp thôi. Kỹ thuật khui hộp á là mình dùng cái dao này mình nạy vô chỗ này, xong mình bữa lên bảo toàn được cái hộp. Một cái túi. Đây là bản Flymore Combo, nên em nào muốn rẻ hơn thì chỉ cần mua một cái máy bay với một cái tay cầm bản đơn thôi. Nhưng mà tất nhiên có tiền hơn thì chúng ta sẽ có nhiều pin. Bản Flymore Combo thì có thêm cánh và cái hộp sạc, nó sẽ tiện hơn nhiều. Nhưng mà bay ít thì chỉ cần một pin thôi, tại vì nó bay được tới 31 phút. 31 phút bay. DJI Mini 2 SE, đấy, chức năng chính, 5 cái chức năng chính, 5 cái gạt đầu dòng này. Bản Combo thì chúng ta sẽ có một cái túi. Đeo này, đi đường tiện, hoặc là sách. Sách. Túi có một ngăn bên ngoài nha, để đựng thẻ nhớ, để tiền hay là điện thoại á. Bên trong này, Flycam này, remote này. Cái remote này thì bay với điện thoại, smartphone, gắn điện thoại vô bật app lên xong rồi bay ha. Flycam. Anh em thấy gì không? Sạc để kích hoạt pin cho lần đầu tiên sử dụng này. Trong cái hộp này thì có cái hộp sạc, trong cái hộp sạc này thì có pin, hai viên pin với một viên pin ở trong máy bay nữa. Cả ba viên pin này em phải là sạc để mà kích hoạt cả ba viên pin này lên ha. Cái remote này thì có thể sử dụng được cả ba loại điện thoại, đó là iPhone ha, Lightning, cáp Lightning, hoặc là thay cái cáp Type-C này vô cũng được, hoặc là thay cái cáp micro USB là vẫn ok. Anh em dùng điện thoại nào thì thay vô, không dùng thì cất cái sợi cáp này. Trong cái ba lô có cái ngăn trên này nữa, đựng một đống cái cánh backup rớt gãy, thay cánh. Thay cánh thì phải thay bằng tô vít nha anh em, phải có cái tô vít này, tô vít nhớ phải mang theo, chứ mang cánh mà không mang tô vít thì thua á. Ok, một combo thì cơ bản nó như vậy. Flycam này, remote này, thêm mấy cái dây để dùng cho các loại điện thoại khác nhau này, một cái dock sạc, ba viên pin và không có củ sạc. Cái củ sạc này chắc ai cũng có, sạc điện thoại, sạc này sạc kia rất nhiều rồi, nên DJI tiết giảm luôn để tiết kiệm chi phí, giá rẻ nhất mà. Con Mini SE 2 này thì mình mượn review chứ không có mua, nên là mình mượn đủ mấy cái thứ cần thiết thôi, pin, remote, Flycam thôi. Cái hộp này gửi lại. Ok, trả cái hộp nhưng mà phải trả lại cái hiện trạng này. Không có chân máy nên là mượn tạm làm chân. Cho anh gửi cái hộp. Ok, đi bay Flycam thôi. Bye bye. Đi bay Flycam thôi. Nhưng mà dạo này gần đây anh em hay nói mình tóc bạc ghê, nhưng mà mình đã có giải pháp. Hết bạc ngay ha. Nhưng mà trước khi thì mình sẽ review sơ qua con này ha. Tại vì cơ bản nhé, thì con Flycam này nó không có gì mới hết, ngoài cái mức giá rẻ hơn. Đây chính xác là một con Mini 2, nhưng mà được giảm giá, xong rồi giảm từ 4K xuống 2K7. Còn lại y chang, bay 31 phút. Tín hiệu Ocusyn 2.0 10 km, rồi panorama group shot y hệt như là con Mini 2 luôn. Tại sao lại phải mua Mini 2 trong khi con này nó rẻ hơn? Thay vì mua bản đơn Mini 2 11.490.000 thì bạn mua bản combo Mini 2 SE vẫn còn dư ra được thêm 100.000. Bé ơi, đi quay Flycam không? Thực tình là mua được mấy cái áo ghi lê vừa ý ghê. Anh em nào mà thấy cái áo mà ghi lê tiện vãi luôn.
Yeah, quay lại review những cái chức năng của con Mini 2 SE này thì nó giống hệt con Mini 2 luôn, ngoại trừ là Mini 2 là 4K 100Mbps thì con này chỉ có là 2.7K và 40Mbps. Nhớ nha, 40Mbps chứ không như bên tinh tế. Này nó có bitrate của video là 100Mbps, còn con DJI Mini SE là 40Mbps thôi. Họ bị nhầm là con Mini 2 SE này có 100Mbps trên dây thì cái này rất là nghiêm trọng, bởi vì là 100Mbps trên dây thì nó có màu sắc các thứ cực kỳ tốt. Với cái bitrate đó thì hoàn toàn là chúng ta có thể làm những cái file video dịch vụ nó trong trẻo các thứ là màu là ok, nhưng mà 40Mbps thì nó... Nên anh em nào mà đang dùng Mini 2 thì vẫn cứ yên tâm là nó là một cái file có màu sắc tốt hơn một bậc so với lại con SE này nhé. 31 phút là một con số trong lý thuyết, và thực tế thì nó sẽ dao động khá là rộng, từ khoảng 15 phút cho tới 28 phút. Lý do tại sao? Những cái trường hợp mà chúng ta bay ở khoảng trời rất là gió, gió lồng lộng luôn, thì flycam nó sẽ phải chống chọi rất nhiều để mà bay với cái trời gió đó, và nó sẽ tốn điện hơn. Còn những trường hợp gió lặng ok nhất thì chúng ta có thể bay lên tới 25 hay 28 phút, nhưng mà thực tế thì chúng ta chỉ bay được đến khoảng 80% dung lượng pin thôi, còn 20% pin còn lại thì nó sẽ báo để chúng ta dành cho đường về. Vì vậy cho nên là cái thời gian bay khả dụng trung bình khoảng độ 20 cho tới 25 phút. Tuy nhiên cái khoảng thời gian này là một khoảng thời gian quá đủ để chúng ta có thể shot những cái góc quay trên trời, thực sự là quá đủ luôn. Bởi vì sự thật là trong một cái video thì chúng ta không thể nào dùng quá nhiều cái góc quay từ flycam, chỉ dùng vài góc, 3 góc, 5 góc, tầm đấy thôi. Mình nghĩ là kiểu tóc này sẽ hợp với cái kính này. À, hợp em, không? Em đẩy một xíu được không? Thì thế nếu anh càng được salon tại gia sẽ vẫn giữ được cái nếp tóc như vậy luôn. À, nhưng mà cái chỗ này em làm nó hơi bị ướt xíu xíu rồi nên... Ok, quay lại với lại review Mini 2 SE. Thì thực ra anh em có thể xem review Mini 2. Mini 2 nó có cái gì thì Mini 2 SE nó có cái đó, ngoại trừ cái 4K 100Mbps thì màu sắc và chất lượng hình ảnh nó sẽ kém hơn con Mini 2 một chút xíu. Nhưng mà đấy, rất là dễ nha. Bay là chạm một phát xong rồi chạm phát nữa, thế là nó sẽ tự bay. Quá là đơn giản, dùng cực kỳ dễ dùng. Đến cả con nít còn có thể bay, mình chỉ bấm chỉ vài thao tác là có thể bay được. Cất cánh nó cũng tự động, hạ cánh nó cũng tự động. Chọn đối tượng xong bay cũng là tự động, chỉ là chọn cái hướng bay làm sao để cho nó không bị va chạm thôi, bởi vì nó không có cảm biến đấy. Về độ ổn định thì sóng sánh của nó là Okusin 2 rồi, giống y như Mini 2, sóng rất là khỏe, bay khoảng độ vài km đổ lại là vô tư luôn, 3 km trong thành phố là bay được. Nhưng mà cái khoảng cách bay an toàn của mình thường là khoảng 1 km đổ lại, và nên đi xe máy hoặc là đi di chuyển tới cái chỗ muốn quay ấy, xong rồi bay lên chỉ bay xung quanh cái chỗ đó thôi, bởi vì lý do là đột xuất gió nó thổi mạnh lên thì con flycam này rất có khả năng là nó bay về không nổi. Cái kháng gió mà DJI nói là nó có thể kháng được gió cấp 5 á, là nó kháng theo kiểu là nó đứng yên tại chỗ là không có lật, không có rớt, chứ không phải là bay ngược được gió cấp 5. Nên nếu mà có gió to thì nó sẽ bay ngược gió rất là chậm, vì vậy nên là rớt flycam theo kiểu là gió thổi thì là không thể rồi, nhưng mà rớt vì hết pin là có thể. Còn rớt flycam khi mà đâm vào cành cây á, thì cũng không thể luôn. Mình đã từng bay con Mavic 3, nói chung rất nhiều flycam bay và cành cây nó quá nhỏ nên không nhìn thấy, và đang bay thì bùm flycam nó sẽ trao đảo, nhưng mà nó lấy lại thăng bằng và nó bay lên. Những cái flycam rẻ có thể làm được điều này hay không? Anh em trả lời cho mình biết với. Bay trong nhà, cánh mẻ rồi, không biết bay lên được nữa không? Take off. Vẫn bay ổn định, cánh mẻ vẫn bay vô tư luôn. Nhưng mà nó sẽ hơi lát. Nhưng mà nó sẽ hơi trôi một tí, hơi trôi một tí xíu. Và thực sự nha, đối với anh em nào mà làm vlog hay là làm những cái video kiểu như kể chuyện, nhưng mà cơ bản á, thì thực sự là một viên pin là rất là đủ, tại vì nó có thể bay được một khoảng thời gian là hơn 20 phút cho tới 25 phút khoảng thời gian bay thật, thì mình nghĩ là quay được rất là nhiều shot rồi. Nên nếu mà anh em cần backup thì có thể mua thêm một viên pin, chứ còn một cái combo mà 3 viên pin thì mình thấy là thực sự là nó khá là dư. Bởi vì thực tế theo những trải nghiệm của mình thì mình không có quá nhiều thời gian để mà bay flycam đến mức mà phải bay hết 3 viên pin.
trừ những anh em nào mà làm dịch vụ hay là những anh em nào mà cần có những cái shot quay chuyên về flycam trong cái hành trình đó, chuyên về flycam thì có thể dùng hết 3 viên pin. Nên một cái bản đơn khoảng độ 8.900.000 đồng cộng thêm với lại một viên pin nữa. Viên pin này thì mua cũ thôi, của anh em bán trên chợ ấy là được. Anh em thấy sao? Mini 2SE này nó rẻ nhất nhưng mà nó có đáng tiền hay không? Với cái mức giá là khoảng 8.900.000 đồng thì trên thị trường có những cái flycam nào đối thủ của con Mini 2SE này? Nên là em hãy bình luận phía bên dưới cho mình biết với nha. Thì biết đâu mình sẽ review những cái dòng flycam mới dòng Trung Quốc xem chất lượng nó như thế nào, bởi vì thực sự là thấy nó giá nó rẻ thật. Ok, từ nay thì mình sẽ dành ra một vài phút để mà trả lời anh em một vài cái câu hỏi. Nên anh em cứ hãy bình luận phía bên dưới nha. Anh ơi, cho em hỏi về xin giấy phép bay có thực sự cần thiết và chi phí tốn bao nhiêu, thời gian thực tế nhận được là bao nhiêu lâu? Nếu quay dịch vụ ở các khu vực lễ hội quan trọng thì bắt buộc các bạn phải xin giấy phép. Còn lại các trường hợp ở xa thì linh hoạt, ở đâu được thì cứ linh hoạt. Giống như là anh em đi ra ngoài đường á, nếu mà anh em không có bằng lái xe thì đâu phải lúc nào anh em cũng bị công an giao thông bắt đâu, đúng không? Linh hoạt lúc nào được thì cứ linh hoạt. Còn chi phí và giấy phép bay như thế nào thì chắc là hẹn lại anh em ở một cái clip sau. Còn hàng không, có cách nào để liên lạc với bạn nhỉ? Cường không có bán hàng, Cường không phải là cửa hàng, không có bán hàng, không có cho thuê. Vậy nên là để mà tìm hiểu về hàng hóa thì các bạn có thể click vào cái link bên dưới của từng video. Nếu mà cửa hàng hay là bên hãng họ gửi hàng và tặng hàng cho mình gì đó thì mình sẽ để cái link phía bên dưới. Và thậm chí nếu mà mình mua hàng thì mình vẫn sẽ để cái link sản phẩm phía bên dưới. Thêm nữa là anh em hãy tìm ở trên Google để cập nhật giá hiện tại, bởi vì đôi khi là những sản phẩm review quá lâu rồi đến thời điểm hiện tại thì giá nó đã giảm so với cái link. Có con GoPro cũ nào không anh? Anh em hãy follow Facebook cá nhân của mình và mình sẽ đăng hàng thanh lý lên trên Facebook cá nhân. Và quan trọng là hãy nhanh tay, bởi vì không có gì nhanh bằng việc bán lỗ nửa giá. Cái gậy nối dài gimbal thì gọi là gì vậy anh ơi? Gọi là gậy nối dài gimbal. Câu hỏi này liên quan tới flycam này. Người mới thì nên mua dòng nào tầm trung mà ổn? Bạn phải trả lời 3 câu. Bạn sẽ mua flycam bao nhiêu tiền? Bạn mua chơi hay là mua làm? Và tiếp theo là bạn bay ở trời có gió hay không? Đó, trả lời 3 câu này mình sẽ tư vấn tiếp. Câu hỏi cuối cùng. Anh ơi, có link chỗ mua mấy cái phông nền không anh? Tìm trên mạng toàn là ra loại vải. Anh em hãy liên hệ bên Minh Đức AV chi nhánh Đà Nẵng nha. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.